chào các bạn Chúng ta tiếp tục nội dung hướng dẫn thực hành e-view trên kinh tế lượng Thực hành kinh tế lượng trên e-view Phần thứ tư chúng ta sẽ dự báo giá trị của bên phụ thuộc Thì đây là công việc ước lượng điểm cho giá trị trung bình của bên phụ thuộc Và chúng ta sẽ thực hiện với cái mô hình hồi quy như thế này Hồi quy chi tiêu theo thu nhập khu vực sinh sống của hộ gia đình Bao gồm biến giả D1 và biến tương tác với cả thu nhập D1 sau TN sau khi đảm bảo xong mô hình này đã không mắc các khuyết tật, chúng ta có thể kiểm định lại một chút à, về kiểm định uh, thiếu biến, về phương sai thay đổi, chúng ta sẽ chọn uh, đây như vậy phương sai đồng đều rồi mô hình tốt, phần dư phân phối chuẩn, p-value lớn hơn 05 phần dư có phân phối chuẩn và cuối cùng là vấn đề đa cộng tuyến. Còn về vấn đề đa cộng tuyến thì chúng ta có thể kiểm tra như sau. À, tạo biến. Và sau đó chúng ta sẽ mở xem tương quan cặp. À, thế này là mô hình có đa cộng tuyến ở mức rất cao rồi. Chúng ta thấy là tương quan của các biến độc lập trong mô hình rất lớn. Nói không sao kệ đó. Chúng ta lấy ví dụ để minh họa cho thao tác dự báo thôi, còn thực tế thì tế chúng ta gặp đa cộng tuyến cao như vậy thì chúng ta phải khắc phục rồi sau đó chúng ta mới đưa ra thao tác dự báo. Phần uh, 4.1 là dự báo giá trị trong mẫu. Chẳng hạn như người ta yêu cầu chúng ta tìm mức chi tiêu của hộ gia đình ở ở khu vực thành thị có mức thu nhập là 10. 10 này, khu vực thành thị. thì chúng ta sẽ thực hiện xem ba cái giá trị này thôi đây chúng ta sẽ giải quyết bằng cách xem ba giá trị này cụ thể với mô hình này nhá chúng ta thấy là nó là quan sát nào hộ ở thành thị tức là d bằng một thu nhập bằng 10 thì là quan sát thứ hai chúng ta sẽ tìm quan sát thứ hai ở đây view chọn dạng bảng thì quan sát thứ hai thì giá trị dự báo cho đây đó là chính là 10.727 thì nó sẽ copy giá trị này vào trả lời cho câu hỏi phía trên. Phần thứ hai là dự báo giá trị ở nằm ngoài nằm ngoài mẫu. Chẳng hạn như yêu cầu là tìm mức chi tiêu trung bình của hộ gia đình ở nông thôn có mức thu nhập là 15. Ở nông thôn mức thu nhập là 15. Nông thôn thì tức là D của chúng ta là đang bằng uh, D1 là bằng 0. Có mức thu nhập là 15 thì TN là 15. Chúng ta xem xét các, các cái quan sát ở trong mẫu. Chúng ta xem trong mẫu thì mình thấy là không có mức thu nhập là 15. Đúng không? Nên, nên sẽ, chúng ta sẽ phải bổ sung quan sát này vào. Chúng ta bổ sung bằng cách. Mở rộng mẫu thì mình sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ uh, ấn đúp chuột vào cái sample này. Đấy, và chỉnh sửa kích thước đến quan sát cuối cùng là 11 và Enter. Sau đó mẫu của chúng ta vẫn chỉ đến 10 thôi. Chúng ta thấy là ở đây chúng ta chưa chưa thấy, thấy quan sát số 11 đâu. Thì mình phải mở rộng mẫu bằng cách gõ lệnh. Làm việc với tất cả các phạm vi ở trong mẫu thì sẽ xuất hiện cái quan sát thứ 11 ở đây và các giá trị là chống chưa sẵn có. Chúng ta bổ sung bằng cách ấn vào Edit cộng trừ và nhập giá trị ở đây vào D1 là bằng 0, quan sát ở nông thôn. Thu nhập bằng 15, mười 15. Enter và chúng ta ấn Edit cộng trừ để lưu. Sau đó từ sau đó từ cái bảng equation chúng ta vào forecast và ấn ok thôi, chỉ cần ấn ok thôi là được. Ở lúc này chúng ta sẽ có hai thứ hiện ra. Lúc này bảng đánh giá sai số dự báo của mô hình được hiện ra và thứ hai là cái biến CTF ở đây chúng ta mở ra lên. Biến chúng ta vừa lưu ấy. Chúng ta tìm tới quan sát số 11 thì đây chính là cái giá trị ước lượng cần tìm. Và giá trị số 2 vừa nãy thì ở đây chúng ta thấy là vừa nãy mình xem nó chỉ có bốn chữ số thập phân thôi đúng không thì đây mình xem có tận 5 chữ số thì mình sẽ lấy kết quả này 6, 9, 7 Cuối cùng là các tiêu chí đánh giá sai số dự báo Thì chúng ta có 3 tiêu chí Căn bậc 2 của trung bình bình phương sai số Chúng ta thấy đây là cái sai số này Đảo ngược lại nó chính là cái EI đấy EI bình phương Lấy trung bình N Thế còn hôm trước chúng ta có một biểu thức là chia cho N trừ K thì nó sẽ được cái sigma mũ đúng không? Nhưng đây là chia cho n. Đây căn đoạn 2 của trung bình bình phương sai số. Giá trị này xem ở đâu? Thì chúng ta quay lại cái bảng báo cáo màu vàng vừa nãy đây. 0.1047. Đây chính là giá trị RMSE. Tương tự MAE là độ lệch tuyệt đối trung bình thì chúng ta thấy là nó là ngay bên dưới MAE đây. Min absolute error và nó bằng 0.0939. Tương tự, giá trị phía cuối cùng là uh, cũng là độ lệch tuyệt đối trung bình nhưng mà tính bằng phần trăm. Thì giá trị đây, min absolute percent error 0.76. Kết thúc video thứ tư. Uh, hẹn gặp lại các bạn trong video hướng dẫn thực hành giải chi tiết 8 đề, chúng ta có 8 đề. Và mình sẽ cố gắng hoàn thiện trong ngày hôm nay luôn cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo